Bạn Xin chào bạn, hôm nay đại lý Mãn Thân Center chúng tôi xin giới thiệu bạn cái bộ bồn cầu một mũi nắp thường có cái mã hiệu là VS1858. Thì cái bồn cầu này là bồn cầu gần như có giá thành rẻ nhất trong phân khúc bồn cầu một mũi, và tôi thấy cũng rất là đáng để sử dụng cái bồn cầu này. Thì cái bồn cầu này thì là bồn cầu có chế độ xạ nhẫn hai chế độ 4 lít và 6 lít ở bên đây. Và cái bồn cầu này cũng kích thước là chiều dài là 695, bề ngang 360, từ sàn đến kết nước là 710. Cái sản phẩm này được sản xuất ở nhà máy ở Mãn Thân Việt Nam. Thì cái bồn cầu này là bồn cầu có kích thước tương đối là nhỏ, thì chúng ta lắp được nhận nhà vệ sinh nhỏ rất là phù hợp, không ha? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan cái bồn cầu này qua một lượt, tôi giới thiệu chi tiết hơn. Thì cái bồn cầu này bồn cầu một khối và thân tương đối đầy, thuộc đầy và dễ dàng vệ sinh, có thân thoát chuẩn là 305 mm. Màu sắc là màu trắng ha, men sứ màu trắng. Và bồn cầu này ngoài ra thì kết hợp với nắp nhựa thông thường, chúng ta còn thể kết hợp với nắp rửa cơ Slim 1, Slim 3, hoặc là nắp rửa cơ có remote, nắp điện tử có remote, hoặc nắp điện tử có remote bên cạnh ha, để điều khiển bên cạnh. Thì nó cũng kết hợp hầu hết được các nắp rửa khác nếu chúng ta khi chúng ta thích sử dụng bồn cầu này nữa. Cái nắp này nữa ha. Thì cái nắp này là nắp trong êm, có hai cái tầng như này. Và cái bồn cầu này thì cái bồn cầu này là xả xoáy kết hợp với tia đẩy ha. Nhưng cái công nghệ xả xoáy này nó không phải là xả xoáy kép, và nó vẫn là xả kiểu vành hộp nha. Nó vẫn có cái tia nước ở đây ha, và có lỗ đầy Z. Cái lỗ đầy Z này á là nó sẽ đẩy nước thải đi rất là nhanh, và lòng bồn cầu này tương đối là sâu ha. Đối với khách hàng mà thích lòng sâu thì nó sẽ rất ok. Nắp êm, nắp rơi tự do, nắp rơi êm nha mày. Ha, nó sẽ rơi từ từ. Cái nắp này có nghĩa là không phải chúng ta ngồi êm, mà mục đích là chúng ta sẽ rơi xuống không có tạo tiếng ồn, nhất là chúng ta đi vệ sinh ban đêm chẳng hạn. Và chế độ xả này cũng tương đối là êm ái. Thì cái bồn cầu này thì nó sẽ có bao gồm chúng ta là con thỏ rời này, và van khóa, nhưng mà dây cấp, nhưng mà van nó là van khóa thôi chứ không phải van tê ha. Chúng ta muốn mua chung với vòi xịt, chúng ta bắt buộc phải mua thêm tê chi nước, cái van tê. Thì cái mẫu này hiện tại đang được trưng bày ở showroom ở Mãn Thân của nước tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ tôi theo số điện thoại cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website tôi. Cảm ơn, xin gặp lại.